Hòa thì tôi xin hỏi cái anh Nghĩa mà ở Đồng Tháp đó, À vâng, anh Nguyễn Trọng Nghĩa. Dạ. Nguyễn Trọng Nghĩa, thì tôi rất lấy làm cảm kích về cái những cái lời, những cái buổi nói chuyện của anh ở trên mạng, Dạ. mặc dù tôi chưa có liên lạc với anh lần nào, Dạ. nhưng mà tôi rất lấy làm cảm kích, mà tôi rất lấy làm nhà quý mến về cái sự thẳng thắn và những cái lời lẽ, những cái nhìn của anh rất là sắc bén về nghe là về ông Nguyễn nhà Duy Tân. nhà về cha về nghe là Nguyễn Duy Tân đó, thì tôi thấy cái nhìn của anh rất rất chính xác. Mà tôi thấy kể cả cái phía bắc đó, Võ Đông Cung nhìn về cái nhìn về cái những cái buổi nói của anh Nghĩa ở trên mạng, thì tôi rất lấy làm khâm phục. Và tôi xin không biết cái dùng cái là gì, nhưng mà tôi nói rằng đồng bào trong nước hay là nước ngoài có thể tin vào anh ấy được. Vâng, thì anh Bác Phương, cảm ơn Bác Phương. Thì với anh Nguyễn Trọng Nghĩa chúng tôi sẽ đề cập cho anh. Bùi Hồng Phong cho biết hôm qua anh Vạn Xuân khẳng định thân, thì chúng ta thấy rằng ở Việt Nam các ông bà chống cộng cực đoan hãy nhìn đi, tại sao Nguyễn Duy Tân ông chống cộng như vậy, ông chống nhà nước như vậy mà ông lại còn được đi Úc, Đấy. và ông đi qua bên Úc ông còn đứng cạnh lá cờ vàng ba sọc đỏ rồi cái tượng đài chiến sĩ cái rùm lum cả là đấy, cái như vậy thì đến như vậy có tự do đi lại nhé. Quá tự do rồi chứ còn Gặp gặp tôi á, tôi là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là cấm không cho thằng nó đi mày gặp Mỹ ở đây mà có đấy. tội, cho tới sức mấy mà ra Đấy. khỏi nước Mỹ. Đấy. Đấy rồi cái rồi đấy, chưa kể hôm qua bên đó ông còn ngang nhiên ông đứng với lại chụp hình chung với lại mấy ông này kia, giống như ông còn ngon hơn Nguyễn Thái Học đó. Nguyễn Thái Học chỉ ra đứng tượng đài Đức Trần Hưng Đạo thôi chứ chưa dám ra tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đấy, chưa dám đấy. Mà ông còn ngon lành hơn, thế như vậy đều có tự do tôn giáo nhá, có tự do đi lại nhá, có tự do chửi bới nhá. Sao ông chửi nhà nước Việt Nam này để trong này. Nhà nước Việt Nam là dễ dãi quá, chơi đẹp quá rồi, không không có cái nước nào hơn đâu.